Foden giành giải cầu thủ hay nhất ngoại hạng Anh. Phil Foden tiếp bước đồng đội Erling Haaland để trở thành cầu thủ hay nhất mùa năm 2023 đến năm 2024, theo bình chọn của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh. Chiều 3 tháng 5, Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh thông báo Phil Foden giành giải nam cầu thủ hay nhất mùa năm 2023 đến năm 2024. Tiền vệ công 23 tuổi nhận được 42% phiếu bầu từ các thành viên của Hiệp hội, vượt lên trong cuộc cạnh tranh với đồng đội tại Man City. Rodri và tiền vệ của Arsenal, Declan Rice. Foden là cầu thủ thứ ba của Man City thắng giải này trong 4 mùa, sau Ruben Dyer mùa năm 2020 đến năm 2021 và Erling Haaland mùa năm 2022 đến năm 2023. Được vinh danh cầu thủ hay nhất mùa của Hiệp hội Nhà báo bóng đá là một vinh dự lớn, Foden cho biết. Tôi rất, rất vui khi nhận được giải thưởng này, nhưng tôi không thể chiến thắng nếu không có sự giúp đỡ của các đồng đội. Chúng tôi có một đội ngũ đặc biệt tại Man City và tôi rất vinh dự khi trở thành một phần trong đó. Tôi muốn cảm ơn tất cả các đồng đội, cũng như Pep và các huấn luyện viên vì tất cả sự hỗ trợ và lời khuyên mà họ đã dành cho tôi. Trên mọi đấu trường mùa này, Foden đã ghi 24 bàn và kiến tạo 10 lần. Anh nổi lên như một trong những mối đe dọa lớn nhất của Man City thay cho Kevin De Bruyne. Tiền vệ phải nghỉ thi đấu non nửa mùa do chấn thương. Man City đã vào tứ kết Champions League đang hướng đến mùa thứ tư liên tiếp vô địch ngoại hạng Anh và chuẩn bị đá chung kết cấp FA ngày 25 tháng 5.